Quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới có nội dung chính như sau. Iran gửi thông điệp đến Mỹ. Một nguồn tin Iran tiết lộ, nước này đã gửi một thông điệp đến Mỹ thông qua Qatar, cho biết Tehran sẽ không còn đơn phương tự kiềm chế trong vấn đề Israel. Thông điệp trên được gửi đi sau khi Tel Aviv đe dọa sẽ có phản ứng cứng rắn đối với việc Iran bắn 180 quả tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel tối 1 tháng 10 để trả đũa cho cái chết của các nhà lãnh đạo Hamas và Hezbollah dưới tay lực lượng phòng vệ Israel, IDF. Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 3 tháng 10 trích dẫn một nguồn tin Iran ẩn danh nói, Tehran đã thông báo với Washington rằng giai đoạn đơn phương tự kiềm chế đã chấm dứt vì điều đó không giúp bảo vệ các yêu cầu về an ninh quốc gia của nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo Al Jazeera, Iran không muốn chiến tranh khu vực, nhưng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng phi truyền thống, kể cả việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Israel. Trong khi đó, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố cảnh báo các quốc gia khác. Phản ứng của chúng tôi sẽ chỉ nhắm vào kẻ gây hấn. Nếu bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ bên gây hấn, quốc gia đó cũng sẽ bị coi là đồng phạm và là mục tiêu hợp pháp. Chúng tôi khuyến nghị các nước không nên vướng vào xung đột giữa Israel, Iran và tránh xa cuộc đối đầu này. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 2 tháng 9 cáo buộc Israel muốn gây mất an ninh và làm khủng hoảng lan rộng trong khu vực. Ông Pezeshkian cũng đe dọa bất kỳ loại tấn công quân sự, hành động khủng bố hoặc vượt qua ranh giới đỏ nào của Tehran cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt từ các lực lượng vũ trang Iran. Ngược lại, kênh 12 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ bắt Iran phải trả giá đắt vì cuộc tấn công bằng tên lửa lớn chưa từng có vào lãnh thổ nước này. Theo hãng thông tấn, phản ứng nghiêm khắc đang được phối hợp chặt chẽ với Mỹ và dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3 tháng 10 chia sẻ với các phóng viên rằng Washington đang thảo luận với Tel Aviv về khả năng tập kích trả đũa vào các địa điểm khai thác dầu mỏ của Iran. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn CNN hôm 2 tháng 10, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc cho biết nội các chiến tranh của nước này đang cân nhắc các biện pháp trả đũa và sẽ không để yên sau vụ tấn công lớn nhất từ trước tới nay của Iran. Tổng thống Mỹ hé lộ vị trí Israel muốn tấn công để trả đũa Iran. Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ và Israel đang thảo luận về khả năng Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran để trả đũa vụ Tehran phóng 200 tên lửa đạn đạo vào Israel. Chúng tôi đang thảo luận về điều đó. Song trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh, không phải chúng tôi cho phép Israel tấn công mà chỉ cố vấn cho Israel. Hôm nay sẽ chưa có chuyện gì xảy ra. Hãng tin CNN dẫn lời ông Biden nói hôm 3 tháng 10. Tuy nhiên, những bình luận công khai về khả năng Israel tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran đã thúc đẩy giá dầu tăng đột biến. Còn theo một quan chức Mỹ, dù hiện tại các quan chức Israel và Mỹ vẫn tiếp tục thảo luận về phản ứng sau cuộc tấn công bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel trong tối 1 tháng 10, nhưng cho đến nay, Mỹ hiểu rằng Israel vẫn đang xác định cách thức tiến hành trả đũa. Vị quan chức cũng cảnh báo, không nên suy đoán về những gì Israel có thể quyết định tấn công, bao gồm cả các cơ sở dầu mỏ của Iran, vì các nhà lãnh đạo Israel vẫn chưa quyết định điều gì. Cũng trong ngày 3 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller cho biết, Washington hiện không rõ chiến dịch tấn công trên bộ của Israel ở Liban sẽ kéo dài bao lâu. Tôi sẽ không phán đoán trước những gì sẽ xảy ra, chúng tôi không biết và tôi dám nói rằng Israel có lẽ cũng không biết điều gì sẽ xảy ra vào thời điểm này. Chúng tôi sẽ theo dõi diễn biến sự việc và đưa ra đánh giá theo thời gian thực, ông Miller nói. Ông Miller cũng không nói rõ liệu Israel đã xác định mục tiêu cuối cùng cho cuộc xung đột ở phía Bắc hay không, giữa lúc lực lượng phòng vệ Israel, IDF, vẫn tăng cường các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Liban và liên tục không kích vào thủ đô Beirut để tiêu diệt nhóm vũ trang Hezbollah. Cũng theo ông Miller, Mỹ hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Israel nhằm vào Hezbollah bằng cách nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của nhóm chiến binh. Chúng tôi muốn thấy một giải pháp ngoại giao, nhưng chúng tôi hiện muốn thấy năng lực của Hezbollah bị suy yếu, ông Miller nói. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban cho biết
37 người đã thiệt mạng và 151 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào nước này trong ngày 3 tháng 10. Con số thương vong ở Liban sẽ còn tăng thêm do nhiều cuộc không kích được báo cáo vẫn xuất hiện ở Beirut trong sáng sớm nay, 4 tháng 10. Thưa quý vị, cuộc xung đột ở Trung Đông lại leo thang khi Iran nã khoảng 200 tên lửa vào Israel để trả đũa cho vụ sát hại các nhân vật cấp cao của Hamas, Hezbollah và lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Tel Aviv tuyên bố, bất chấp quy mô và sức mạnh của vụ tấn công, hầu hết các tên lửa của Iran đều bị hệ thống phòng không vòm sắt tinh vi của Israel chặn lại. Các lực lượng Iran cho biết, lần đầu tiên, họ đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm tầm trung Fatah-2 trong cuộc tấn công lớn nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Israel. Cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự quan trọng là nơi cất máy bay chiến đấu F-35 của Israel như căn cứ không quân Nevatim gần BC-3 và căn cứ Tel Nof. Ngoài ra, căn cứ không quân Hatzerim ở sa mạc Negev và trụ sở Mossad ở Tel Aviv cũng bị nhắm tới. Israel bị tấn công liên tiếp từ cả Liban, Yemen và Iraq. Thông tin mới nhất từ Israel cho biết, Hezbollah đã phóng 230 quả rocket từ Liban vào nước này trong ngày 3 tháng 10. Ngoài ra, một nhóm vũ trang ở Iraq đã nhận trách nhiệm về việc tấn công Nam Israel bằng máy bay không người lái. Hãng CNN và tờ Times of Israel dẫn tin từ lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay, nhóm vũ trang Hezbollah liên tiếp nã rocket và máy bay không người lái UAV vào phía bắc nước này trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do các cuộc tấn công trên gây ra. Trong khi đó, Hezbollah cũng tuyên bố đã tiến hành 32 cuộc tấn công khác nhau bằng tên lửa vào các khu định cư và căn cứ quân sự của Israel. Ngoài ra, nhóm này cũng nhắm vào các binh lính Israel đang tham gia cuộc tấn công trên bộ ở Nam Liban. Hezbollah không phải là nhóm duy nhất được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công Israel vào ngày 3 tháng 10. Trong một diễn biến riêng biệt, phong trào kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm quân được Iran hậu thuẫn, đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công bằng UAV vào miền nam Israel. Quân đội Israel xác nhận đã chặn một máy bay không người lái trên không phận miền nam đất nước và không có ai bị thương. Nhóm Houthi ở Yemen cũng nhận trách nhiệm về vụ tấn công Tel Aviv bằng UAV trong bối cảnh bạo lực leo thang tại khu vực. Nhóm quân được Iran hậu thuẫn này tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động như vậy nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel vào Gaza và Liban. Theo JPOS, sáng sớm nay, 4 tháng 10, không quân Israel đã chặn một máy bay thù địch đi vào lãnh thổ nước này từ phía đông. Động thái trên diễn ra sau khi còi báo động được kích hoạt ở khu vực của thung lũng Pezean. Trong vòng 24 giờ qua, IDF cho biết đã tấn công khoảng 200 mục tiêu của Hezbollah, gồm các cơ sở hạ tầng, kho chứa vũ khí, trạm quan sát. Một chuyên gia về chiến tranh trên không nói với CNN, các cuộc không kích của Israel tại Liban đang được tiến hành với cường độ tương đương những tuần đầu tiên của cuộc oanh tạc nhằm vào giải Gaza. Israel vừa ban bố lệnh sơ tán với 25 ngôi làng ở Nam Liban, nâng tổng số làng nhận được thông báo sơ tán lên 76. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 37 người thiệt mạng, 151 người bị thương hôm 3 tháng 10 do các cuộc không kích của Israel ở khắp Liban. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã xác nhận về những tổn thất đầu tiên của lực lượng này sau khi mở chiến dịch trên bộ hạn chế tại Liban. Cụ thể, phía IDF đã mất 8 binh lính trong các cuộc đụng độ với Hezbollah ở miền nam Liban. Đây là tổn thất lớn nhất mà Tel Aviv phải chịu ở biên giới Liban trong năm qua, dù IDF và Hezbollah vẫn thường xuyên giao tranh ở khu vực này.